thưởng thức một bát phở nóng hổi sau nhiều tháng giãn cách. Niềm hạnh phúc rất đỗi bình dị. Được ra ngoài ấy, không phải mua về nhà đỡ gò bó ăn nó ngon hơn. Khi mà bán mang về thì thật ra là người ta đi mua một bát phở người ta mang về nó cũng khó. Thế khi được bán trở lại ngồi tại chỗ này thì quán hàng nó đông vui hẳn lên. Tại nhiều quán phở, các thanh chắn giữa các bàn đã được dựng lên để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Tôi không bỏ, kể cả sau này bình thường, tôi vẫn không bỏ. Phòng hơn là chống là thụ động. Có cái này nó nhỏ thôi, có thể ai đó nhìn vào khi bình thường nó không bị. Từ 6 giờ sáng nay, các tài xế xe taxi, xe buýt và xe công nghệ dưới 9 chỗ ngồi đã được hoạt động trở lại với công suất chỉ 50%. Để đảm bảo an toàn, nhiều tài xế sử dụng các mang chắn như thế này. Nói chung là khách đi yên tâm hơn. Mình tiếp xúc nhiều khách thì khách lên xe nhìn thấy cái màn chắn này thì họ yên tâm hơn để đi những chuyến xe an toàn cùng với mình. Những con đường dần đông đúc trở lại, các quán cà phê cũng hòa chung với không khí bình thường mới trong thời tiết mùa thu Hà Nội se lạnh. Ở nhà mình có thể pha được cà phê để mình uống, nhưng mà cái cảm giác là để mình ra ngoài đường phố, mình ngồi những cái chỗ mà mình rất là quen thuộc, mình đã rất là thấy là thích rồi, bởi vì mình sẽ được ngắm mọi các hoạt động, cảm giác như là nó một cái thành phố nó sống lại. Cái vẻ đẹp của Hà Nội là ở nhiều lúc ở cái điểm vỉa hè.